Hello, chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của chuỗi video ôn tập dành cho lớp Let's Go Starter. Đầu tiên, các em hãy kiểm tra đáp án của bài tập kỳ trước nha. Câu thứ nhất, chúng ta chọn chữ This is my head. Câu 2, These are my pencils. Câu 3, What are they? Câu 4, Five monkeys. Câu 5, They are lions. Câu 6, It's a triangle. Câu 7, This is my fan. Câu 8, These are my cars. Tiếp theo, trong ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập bài 20 và 21 cho các em nhé. Chúng ta hãy cùng đọc các chữ cái nào. J J Chữ J phát âm là J J K K Chữ K phát âm là K K Hai nhân vật trong bài này là Jack Jack Kim Kim Và ở trong bài chữ J, chúng ta có các từ sau. Jam. Jam. Jam có nghĩa là mứt. Juice. Juice. Juice có nghĩa là nước ép. Có thể là nước ép trái cây hoặc là rau củ quả nhé. Jet. Jet. Jet là máy bay phản lực. Ở bài chữ K, chúng ta có các từ sau. Kitten. Kitten. Các em lưu ý là đôi khi chữ kitten có thể đọc thành kitten. Kitten. Kite. Kite. Và kangaroo. Kangaroo. Và cuối cùng là phần mẫu câu và từ vựng về các bộ phận trên cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ học chữ arms. Arms có nghĩa là cánh tay. Vì ở trên người mình có hai cánh tay cho nên chúng ta sẽ dùng chữ These are my arms. These are my arms. Đây là những cánh tay của tôi. Tiếp theo đó là bàn tay. Hands, hands. These are my hands. These are my hands. Đây là những bàn tay của tôi. Tiếp theo là cẳng chân. Legs, legs. These are my legs. These are my legs. Đây là những cẳng chân của tôi. Và feet. Bình thường một bàn chân mình gọi là foot. Nhưng mà ở đây có hai bàn chân thì chúng ta gọi là feet. Feet. These are my feet. Đây là những bàn chân của tôi. Đọc lại nhé. These are my feet. Tiếp theo, chúng ta sẽ học phân biệt chữ left và chữ right, left, left, có nghĩa là bên trái, left hand, có nghĩa là bàn tay bên trái, hoặc là bàn tay trái. Ở đây chỉ có một bàn tay trái, cho nên chúng ta dùng chữ this is, đây là bàn tay trái của chúng ta cùng đọc nhé. This is my left hand. This is my left hand. Và ở hình bên này chúng ta có chữ right. Right. Có nghĩa là bên phải. Right hand. Bàn tay phải. Right hand. Chúng ta cũng chỉ có một bàn tay phải thôi, cho nên chúng ta cũng dùng chữ this is. Đây là dùng cho một vật. This is my right hand.
Đây là bàn tay phải của tôi. This is my right hand. Ở đây chúng ta có chữ left foot. Left foot. This is my left foot. This is my left foot. Đây là bàn chân trái của tôi. This is my right foot. This is my right foot. Đây là bàn chân phải của tôi. Các bạn nhớ chữ left và chữ right nhé. Left có nghĩa là bên trái, right có nghĩa là bên phải. Và chúng ta lưu ý là khi mình nói bàn chân trái, bàn chân phải hoặc bàn tay trái, bàn tay phải thì chúng ta sẽ nói chữ left hoặc chữ right trước, sau đó đến chữ hand hoặc là chữ foot ở phía sau. Chúng ta cùng đọc lại hai câu này nhé. This is my left foot. This is my right foot. Nội dung ôn tập của bài 20 và bài 21 đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé. Goodbye, see you soon.